những pass wifi gây lú. Em ơi, cho anh xin cái pass wifi với. Bật 3G mà dùng. Này, nhân viên gì mà láo thế? Không thể chấp nhận được. Gọi quản lý ra đây. Dạ không anh ơi, pass wifi là bật 3G mà dùng ạ. Em ơi, pass wifi ở đây là gì nhở? Dạ 22334455. Anh nhập đúng mã là 22334455 rồi mà vẫn không vào được. Anh cứ nhập 2 số 2, 3 số 3, 4 số 4, 5 số 5 là ra thôi. Gì vậy? Ủa gì vậy? À, cho em xin cái pass wifi ở đây với. Dạ không có pass ạ. Ô hay rõ ràng là nó yêu cầu nhập pass mà em lại bảo không có pass là sao? Em đã bảo là không có pass mà. Này, không có pass thì anh hỏi em làm gì? Anh đâu có điên. Thế bây giờ có cho không thì bảo. Anh này buồn cười nhỉ? Thì mật khẩu là dòng chữ không có pass viết liền không dấu. Này em trai ơi, pass wifi của quán mình là gì nhỉ? Là pass là từ 1 đến 1000 anh ạ. Quán em sao không đặt cái pass gì cho nó dễ đi? Đặt từ 1 đến 1000 thì anh nhập đến sáng mai vẫn chưa xong. Dạ không, để em bấm cho. Pass là từ 1 đến 1000. Đấy, thế thôi ạ. Cho nên anh hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này.